Thì qua cái một cái nữa gì. Cho anh mũ lên đầu cơ. Đây này, anh trong nhóm tập cũng đang quay đây này. Đã quay rồi. Đây đó. Không quay như là này. Vâng, chúng tôi đã đến nhà dì tôi. Hôm nay dì mừng lễ hội. Thì ở chỗ này là đẹp lắm rồi, hàng lắm chỗ này là đẹp lắm. Làm đường đẹp lắm, đường xe làm đường đẹp lắm. Vì đã khóc nhà rồi đây. Cái nóng làm thêm đấy. Có các em nó cắt đi cho mang cái gì cân dây với một cái bông mít. Không nói cho mua được bông mít. Bông mít. Đi quá bạn đấy rồi. Cân dây với bông mít bỏ cân đá nhé. Đá sống ở đâu. Trong một đại nó giết gà chín là gái. Gà với chín có thịt rồi. Đây gà là nhà cháu. Nuộc hắn rồi chứ. Nuộc chưa? Chưa nuộc. Sống. Vì tôi ở thành phố nhưng mà trồng được rất nhiều rau. Cả nhà cũng nhìn vườn rau của dì tôi này. Đẹp quá.
đủ các loại rau luôn. Thì tôi xúc động quá đã nước mắt chảy rồi. Quay ra đây cho bác xem nè. Quay cái chữ ra đây xem nè. Rồi đẹp quá. Rất tuyệt vời. Dì ơi, hoa đào của nhà dì. Dì, cây đào của dì đẹp mà hoa nó vẫn còn to nhỉ. Dì khóc nhè rồi đấy. Làm không bạc. Ừ, chúng nó mấy năm thì có tiền quê ra nó vui. Vâng. Không chỉ làm mấy mâm đồ ăn nhà, nhập nhà thôi. Thế xong làm sao gì ấy? Gì ấy? Chốc tổ chức làm sao gì? Chốc gì ấy? Chốc tổ chức như nào? Không, ý là đến chốc ấy thì là sẽ làm cái tổ chức như nào? Tại nhà mình liên hoan, tại nhà mình luôn thì. Ừ, tại nhà mình ăn cơm thôi, chỉ để xong chụp ảnh nhau thôi. Vâng, 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 vâng. Cháu cứ tưởng là tổ chức kiểu như là người vùng 7 rồi. À đấy hả? Vùng 7 rồi. Năm nay 70 nhỉ? Ừ. 71 là người ngủ nhưng mà năm nay 19. Em chỉnh lại cái chữ này. Lấy một cái ghế để vào chỗ đằng sau mở cái xong để vào cái góc bên kia. Đấy, lấy một cái ghế ngồi này, ghế cao ở chỗ thứ này. Để vào góc bên kia, đầu bên kia một nắng, đầu bên này một. Bây giờ bà ngồi lên bàn thì mình sẽ để vào chỗ trước mặt của bà. Ăn ít thôi, chứ ăn cơm. Em ơi, để cao lên được một tí nữa thì đẹp em ơi. Vậy ơi, phải đổi cái nắng kia sang góc này, còn lấy cái nắng này em để lên cho cái bậc kia cho nó cao hơn một chút nữa. Cái ghế này để lên bậc cao. Phong ơi, Phong chuyển cái nắng này sang bên này. Cho hết các chữ lên TV. Có say đâu nhỉ? Mày không say mới là ngon chứ này. Sao có quay trực tiếp em chán đâu cả. Bác nhà chú phải vào kênh của chị. Vào YouTube ở trên TV đánh Minh Tâm Vlog. Hôm nay nè, chúc mừng gì là 70 tuổi. Thế thì nó mới ra cái video đấy. Của chị hả? Nghìn mấy vậy? Thế bao tiền, bao nhiêu người thì được tiền? Cứ 1.000 người đăng ký với lại 4.000 giờ xem được quyền bật tiền. Nhưng mà chị quá ấy đâu. Chị muốn để lên cái bậc kia cơ. Cái ghế đấy. À không, vừa. Quay về đằng này nữa. Quân quay chữ ra. Cho hấn cái hai cái chân lên nữa. Thế thế là rồi, ok rồi. Cái đấy chứ nuôi cho cao lên. Thế được rồi. Thế nó chặt chân hơn thì để được rồi. Ôi giời, chị đã thiết kế thì không có che được đúng không? Bây giờ lại quay đến những người ở phía sau của sân khấu. Các bác ra là các bác cứ vi ve, các bác ngồi lên ghế, các bác vào hình hết rồi. Mời các cô quay mặt lên đây ra nào.
Con nói mợ chứ ngày xưa con chưa lấy nhà con hát hay chưa vợ. Từ ngày bắt đầu về cái nó bắt đầu là con cái. Con cái chứ tôi cũng bận rộn không ăn. Mà đấy. Con đi hát karaoke họ còn giả tiền lại nhưng mà không phải mất tiền đâu. Hay tua lại bạn ấy. Xin giới thiệu đồng chí ca sĩ Trinh Phương. Loa hôm nay là bố trí là chưa đầy đủ nhé. Bây giờ từng đôi, từng đôi đợi mưa. Từng đôi đợi mưa. Micro đâu lắm? Micro đâu? Không biết là hát không micro. Giờ đến người là bên quê rồi, xong rồi đến giờ bên Thí Xuân hát thì hay. Hát cho đúng tống mới đã đi. Chú còn nhớ không? Có anh em mình hoặc thanh niên
này chú, lúc ấy chú đang bộ đội chú về chú hát mà còn anh ấn tượng lắm. Em giờ chỉ đọc rap thôi chứ đọc cái rap cái gì bắt đầu bài hát chụp này cũng hay chứ chân dài em chi hay lắm. Bây giờ đang mưa rồi đấy, cái đường cam này phải dưng được đấy, trước giờ lại dưng được. Em hát đi, còn em hát đi. Bây giờ em hát đi, ca sĩ anh Hương. Em phải có nhạc chứ, nếu hai anh em không ca đi anh với Hương được rồi. Hương được rồi. Hương không ca mày thì ấy ơi ấy ơi rượu quên ta. Tạm thời tắt mic, tạm thời rằng là tắt cái truyền hình trực tiếp. Chú nói lại đi cho nào. Thế chú ý chú là làm sao? Bây giờ ý em là... Em để chị không ăn hả? Ăn nhiều rồi, em ăn nhiều. 71 năm. Mừng thọ bà 71 tuổi. Mừng thọ bà gọi là bà thôi, không phải là cụ bà nhé. Bà thôi, sang năm là mừng tuổi. Đã già đâu mà. Nhưng mà có cháu ăn cụ rồi. Lên đến 100 tuổi thì nó gọi cụ bà. Bây giờ chị là bà. Em bảo đấy thôi, đôi nhóm kia đi. Bà thì bởi vì bây giờ bà đấy cũng không đúng không ông ngồi trên kia. Quên mấy ông chụp ảnh cái bánh nhỉ? Rồi em ăn đi. Ăn đi. Chào bà đó. Đưa tay gì? Đầy hoa, đầy rau quả. Đi về vào đây. Đưa phân chia đi. Đấy, con lớn rồi. Vâng. Con lớn rồi. Đây nhá. Ở đây nhá. Anh Thường ơi, cái làn mà mấy lái trên núi nhà mình ấy xách xuống chưa? Cái túi rồi gì? Mang xuống nhà gì? Kiên ngồi vào ghế, chốc kiên ngủ đấy. Hả? Cho nó ngồi vào ghế. Ủa con ngồi vào trong. Rồi, ok. Cà phê nãy bác đưa đâu? Hết rồi hả? Ông bà đang ra tiễn tận nơi kìa. Ơ, giờ nó này hái ra đấy nhỉ? Vâng. Mày thế. Tận như là về cho về nhà nó vừa không phải tối quá. Chào em nhé. Chào cô.
Chào bà với các em nhá. Về rồi đấy, bye bye đấy. Rồi, Tuki thắng Tiến.